Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca giải thích tại sao ở Cực Lạc lại có loài chim là loài ác thú. Kinh văn Hán: Xá Lợi Phất, nhớ vật vì thử điểu thực thọ tội báo sở sinh, sở dĩ quả hà. Vì Phật quốc độ vô tam ác, Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hào hướng hữu thực, thị trư chúng điểu giai thị A-di-đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu biến hóa sở tác. Việt: Xá Lợi Phất này, ông chớ bảo rằng những loài chim ấy thực vì tội báo phải làm kiếp chim. Là vì lẽ sao? Vì nếu Phật kia không bao giờ có ba loài ác đạo. Xá Lợi Phất này, trong nước Phật kia, cái tên ác đạo còn không thấy có, huống chi lại có ác đạo thật ư? Những loài chim ấy là Phật A-di-đà muốn cho tiếng Pháp tràn hòa khắp nơi mà biến hóa ra. Lời Phật hỏi và thích nghĩa ở đoạn văn này rất dễ hiểu. Nhưng giả sử có người hỏi rằng những con chim ấy như bạch hạc, vân vân, chẳng phải là cái tên ác đạo là gì? Mà Phật lại bảo cái tên ác đạo còn không thấy có. Thưa, đã chẳng phải là tội báo thì mỗi cái tên ấy, tên nào cũng đều là công đức rốt ráo của Như Lai. Thế nghĩa là cái tên bạch hạc là bạch hạc rốt ráo, tên nào cũng thế, tên nào cũng là tên gọi đẹp đẽ của đức tính, chứ không phải tên ác đạo đâu. Cái tên ở pháp giới này cũng bất khả tư nghị như thế. Có người lại hỏi, Phật hóa làm những con chim thì có ý nghĩa gì? Thưa, có bốn nhân duyên về tứ thất đàn, tức là bốn phép bố thí trong pháp thí, khiến người nghe pháp được bốn lợi ích. 1. Được vui mừng. 2. Làm việc thiện. 3. Chừa tội ác. 4. Hiểu sâu và đệ nhất nghĩa lý. Kinh này nói pháp chỗ nào cũng được lợi ích thứ tư, nhưng ở trong cũng vẫn có đủ ba lợi ích trên nữa. 1. Phàm tình, người ta ai cũng thích những con chim ấy thì Phật cũng thuận tình mà hóa ra, khiến cho được vui mừng. 2. Thấy con chim còn biết thuyết pháp, mình là người sao lại không biết? Lấy Phật muốn khiến người nghe pháp phải sinh mầm thiện, tu học đi để mà nói pháp. 3. Nghe chim nói pháp thì đừng có đối với loài chim mà sinh ra cái tưởng lầm là loài hèn kém. Lấy Phật muốn trị cái tâm phân biệt của người si mê kiêu ngạo. 4. Biết chim ấy tức là Phật A-di-đà, lấy Phật muốn cho người nghe pháp giác ngộ được tính chất bình đẳng của pháp thân. Trong thân ấy cái gì cũng đủ, cái gì cũng tạo ra được, cái gì cũng bình đẳng. Trong pháp thân ấy lại còn hiện hiện ra những tiếng gió hiu hiu, những tiếng rung của cây vàng, lưới ngọc, vân vân, và hiện ra hết thảy phần giả phần thực của y báo và chánh báo. Ở ngay những thể chất của vạn vật ấy đều là ba thân bốn đức của Phật A-di-đà, không hề sai khác một ly. Như vậy, có thể hiểu được pháp thân là tiêu chí của cả một pháp giới. Đoạn văn dưới đây là Phật hóa ra tiếng nói pháp của loài vô tình là loài gió, loài cây, vân vân. Kinh văn Hán: Xá Lợi Phất, bị Phật quốc độ, vì phong suy động chư bảo hàng thủ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bách thiên trùng nhạc đồng thời câu tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Việt: Xá Lợi Phất ơi, cõi nước Phật kia, gió hiu hiu thổi, những hàng cây báu, những lưới ngọc răng, rung động phát ra những tiếng nhiệm màu, như là trăm nghìn những thứ âm nhạc đồng thời nổi lên. Người nghe tiếng ấy tự nhiên đều vui, nức lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Loài hữu tình với loài vô tình cùng tuyên dương pháp màu nhiệm 37 đạo phẩm của bốn giáo môn và vô lượng pháp môn khác.
đồng thời diễn thuyết từng loài chúng sinh, loài nào cũng hiểu, khiến người nghe pháp nhớ niệm tam bảo. Nhớ niệm tam bảo là theo phép tứ tất đàn mà được bốn lợi ích. Một, người phàm phu vừa được nghe là toàn thân rung động, nhảy nhót, thế là được lợi ích vui mừng. Hai, phần hơi sức của mình cùng với phần hơi sức của tam bảo giao chập vào nhau, tất nhiên phát được tâm bồ đề, thế là được lợi ích sinh mầm thiện. Ba, do đấy mà phục diệt được hết phiền não, thế là được lợi ích phá tan mọi tội ác. 4. Chứng thực và tỏ ngộ được tam bảo cùng một thể chất, thế là được lợi ích hiểu sâu tới đệ nhất nghĩa lý. Dưới đây là đoạn văn tổng kết do sức Phật tạo ra mọi vật báu trang nghiêm như thế. Lần thứ 3. Kinh văn Hán: Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Việt: Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần. Đây là lần thứ 3. Phật cố ý nói đi nói lại cho người nghe tin sâu rằng hết thảy những vật báu trang nghiêm như thế đều do chí nguyện và hành vi của Đức Đạo Sư A-di-đà đã tạo thành, do chủng trí của Ngài đã thực hiện ra, và cũng đều là do ba nghiệp thân khẩu ý rất thanh tịnh của mỗi người chúng ta đã cảm ứng mà biến hiện ra ở trong thức tâm của mình. Tâm của Phật và tâm của chúng sinh cùng làm ảnh và chất lẫn cho nhau. Câu này nói rõ được phần tính và phần tướng của tâm rất tròn đầy sáng suốt. Thí dụ như là ánh sáng của nhiều ngọn đèn cùng sáng khắp cả với nhau, thì coi tựa như một ánh sáng. Hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự thực, hoàn toàn sự vật ấy tức là lý thực. Hoàn toàn tính ấy đã khởi ra hạnh tu, hoàn toàn hạnh tu ấy đều ở trong tính. Ý nói đức tính và đức tu của Phật đều là đức tính và đức tu của chúng sinh. Vậy người tu hành cũng nên suy nghĩ sâu xa cho tỏ ngộ. Đừng nên bỏ cõi tịnh độ của Phật thực có ấy không tu, mà chỉ bàn xuông cõi tịnh độ bóng ma riêng biệt ở trong tâm mình. Nó chỉ là cái bóng duyên vọng tưởng, đến nỗi phải cam chịu tiếng chê cười là thử tức điều không. Nói về y báo mầu nhiệm, đến đây là hết. Quả chính báo. Kinh văn Hán: Xá Lợi Phất, ư như ý vân hà, bị Phật hà cố hiệu vi A-di-đà. Việt: Xá Lợi Phất ơi, ý ông thế nào? Phật kia vì sao hiệu A-di-đà? Đoạn văn trên đây là lời Phật Thích Ca hỏi. Mục đích của bộ kinh này là chỉ bày cho thấy rõ cái hành tu mầu nhiệm là việc chỉ danh, việc niệm Phật. Cho nên Phật Thích Ca phải đặc biệt nêu ra câu hỏi, rồi Ngài lại giải thích nghĩa rất rõ ràng cái danh hiệu Phật A-di-đà. Ý Phật muốn khiến người nghe phải tin rất sâu cái danh hiệu lớn lao ấy, có muôn vàn công đức, chẳng khá nghĩ bàn hết được, để mình phải nhất tâm chỉ niệm danh hiệu ấy luôn luôn, đừng có nghi ngờ gì nữa. Rất đúng ý Phật. Đoạn văn dưới là lời Phật Thích Ca giải thích nghĩa chữ A-di-đà, có hai nghĩa chính. Một, trí sáng suốt, quang minh. Hai, sống lâu, thọ mệnh. Chữ A-di-đà, nguyên tiếng Ấn Độ, đọc là Amita. Dịch ra chữ Hán là vô lượng, tức là nhiều nghĩa lắm, chẳng thể nào nói hết được. Đức Thích Ca chỉ dùng một nghĩa quang và một nghĩa thọ mà thu hút được hết thảy vô lượng nghĩa vào trong quang, sáng suốt. Ánh sáng thì phải khắp cả mười phương, chỗ nào cũng sáng. Thọ, sống lâu. Sống lâu thì phải sống mãi suốt ba đời, đời nào cũng vẫn sống. Hai thể chất quang và thọ giao chập với nhau, khắp mười phương vũ. Suốt ba đời, trụ, tức là toàn thể cả một pháp giới, đem thể chất tạo ra thân của Phật A-di-đà, và tạo ra quốc độ của Phật A-di-đà, cũng tức là đem thể chất
mà tạo ra cái danh hiệu Phật A-di-đà. Thế cho nên cái danh hiệu Phật A-di-đà ấy, tức là cái lý tính bản giác của chúng sinh. Chấp trì cái danh hiệu ấy, tức là đem cái thủy giác hợp với bản giác. Thủy giác và bản giác chẳng khác nhau, chúng sinh và Phật chẳng khác nhau. Cho nên một niệm cùng ứng hợp với nhau, thì một niệm ấy là Phật, niệm nào cũng cùng ứng hợp với nhau. Thì niệm nào cũng là Phật. Thích nghĩa quang minh của Phật. Kinh văn. Hán: Xá Lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà. Việt: Xá Lợi Phất ơi, Phật kia sáng láng vô cùng vô lượng, soi khắp các nước, suốt cả mười phương không đâu chướng ngại, vì thế nên gọi A Di Đà. Tâm yếu của hết thảy chư Phật là ở đây. Tâm tính của con người nó yên lặng là tịch, mà nó thường soi sáng là chiếu. Cho nên nó tạo ra thể chất quang minh, sáng láng. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên quang minh của Phật cũng vô lượng, sáng khắp cả mười phương không gian, chẳng biết đến đâu là hết. Chư Phật vị nào cũng đã triệt để thực chứng được thể chất của tâm tính, quang minh của vị nào cũng soi khắp mười phương, thì vị nào cũng có thể gọi là vô lượng quang. Nhưng mà trong khi còn tu cái nhân, thì nguyện lực của mỗi vị mỗi khác, cho nên phải tùy theo cái nhân duyên ấy mà lập ra danh hiệu mỗi vị. Phật A-di-đà khi trước còn là một vị tỳ khưu tên là Pháp Tạng, Ngài đã phát ra 48 nguyện, trong đó có một nguyện là quang minh của Ngài phải thường thường soi khắp mười phương. Nay Ngài đã thành Phật thì Ngài được như nguyện của Ngài. Quang minh của Pháp Thân rộng lớn không có bờ bến, giới hạn nào cả. Quang minh của Báo Thân cũng cân xứng với tâm tính chân thực. Hai quang minh ấy thì vị Phật nào cũng ngang nhau. Nhưng quang minh của Ứng Thân thì có vị xoay được một do tuần, một dặm khối. Có vị xoay được 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Có vị xoay khắp một thế giới. Có vị xoay được 10 thế giới, 100 thế giới, 1000 thế giới. Chỉ có Phật A-di-đà là xoay khắp được vô lượng thế giới, cho nên đặc biệt có danh hiệu là vô lượng quang. Có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Nhưng ba thân của Phật chẳng phải một, chẳng phải là khác, bất nhất bất dị. Vì chỉ muốn cho chúng sinh được đủ bốn lợi ích mà phân biệt, tạo tác ra làm ba. Lại nên hiểu câu vô sở chướng ngại, tức không đâu chướng ngại, là nói về nhân dân có chướng ngại hay không. Bởi vì những chúng sinh nào cùng với Phật kết duyên thì hết thảy thế gian ở đấy đều được thấy rõ ràng, không hề chướng ngại. Đừng hiểu lầm rằng Phật quang đã soi khắp cả mười phương thì chẳng cần tụng niệm, ai cũng thấy được. Ý nói, kẻ nào có duyên với Phật thì Phật quang soi đến, mới thấy rõ mà không chướng ngại. Còn kẻ vô duyên thì vẫn chướng ngại, chẳng thấy gì. Cũng như bài dưới nói về nhân dân có duyên với Phật thì sống lâu vô lượng như Phật, còn kẻ vô duyên vẫn già ốm chết như thường. Thích nghĩa thọ mệnh của Phật. Kinh văn. Hán: Hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật thọ mệnh cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên na tăng kỳ kiếp cố danh A Di Đà. Việt: Lại còn đấy nữa Xá Lợi Phất ơi, Phật kia cùng với nhân dân của Ngài sống lâu vô cùng đến bao nhiêu kiếp cũng không kể xiết, vì thế nên gọi là A Di Đà. Tâm tính của con người nó soi sáng là chiếu, mà nó thường yên lặng là tịch, cho nên nó tạo thọ mệnh sống lâu. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên thọ mệnh của Phật cũng vô lượng, sống lâu mãi suốt cả ba thời gian, không biết đến ngày nào hết. Thọ mệnh của Pháp Thân không có lúc bắt đầu là vô thủy, không có lúc cùng tận là vô chung. Thọ mệnh của Báo Thân thì có khởi thủy mà không có chung cùng,
hai thòm ảnh ấy, thời vị phần nào cũng giống nhau. Nhưng thòm ảnh của ứng thân thì phải tùy nguyện, tùy cơ của mỗi vị mà có dài ngắn chẳng giống nhau. Trong 48 nguyện lớn của Ngài Pháp Tạng có một nguyện rằng thòm ảnh của Phật và của nhân dân Phật đều phải vô lượng. Nay Ngài đã thành Phật thì Ngài được như nguyện của Ngài, cho nên danh hiệu riêng biệt của Ngài là vô lượng thọ. Chữ A Tăng Kỳ là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là vô lượng, vô biên, đều là những danh từ số đếm. Ứng thân đây tuy nói là vô lượng, không có hạn lượng, nhưng thực ra vẫn có một hạn lượng. Nhưng đã biết ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau, bất nhất bất dị, thì ứng thân của Phật A-di-đà đây cũng có thể là cái thân sống lâu vô lượng, vô lượng thực. Một chữ cập là một danh từ, có nghĩa lược qua không nói đến. Nghĩa là ở dưới Phật còn nhiều vị Bồ Tát từ ngôi đẳng giác trở xuống rồi mới đến nhân dân. Một chữ kỳ là một danh từ, nghĩa là đồng thể, nghĩa là đồng chất. Thọ mệnh của người dân Phật cũng giống như là thể chất thọ mệnh của Phật. Vậy ta nên hiểu rằng cái danh hiệu A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ đều do căn bản của chúng sinh mà lập ra. Vì rằng chúng sinh với Phật là bình đẳng ngang nhau, thì mới khiến cho người trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà được cái phần chiếu của tâm tính mình cùng quang minh của Phật dung hòa là một, và được thọ mệnh của mình cùng một thể chất với phần tịch của Phật. Còn lại nữa, vì có cái nghĩa vô lượng quang như thế, cho nên những chúng sinh nào một khi đã được sinh sang thế giới cực lạc rồi, tức là mình được sinh vào tất cả các thế giới khác khắp mười phương trong không gian, mình đã được thấy Phật A-di-đà rồi, tức là mình đã được thấy hết thầy chư Phật, mình đã có bản năng độ được thân mình, tức là mình có khả năng độ được hết thầy. Lại cũng vì có cái nghĩa vô lượng thọ như thế, cho nên người dân ở thế giới cực lạc đều là Bồ Tát nhất sinh bổ xứ. Nghĩa là chỉ một lần sinh sang đấy rồi sống lâu mãi cho đến ngày thành Phật, không còn phải sinh đến lần thứ hai. Vậy ta phải biết rằng ta rời bỏ cái tâm vô lượng quang thọ của ta, nó chỉ hiện ra trong một niệm, một loáng, thì ta chẳng tìm đâu cho có được cái danh hiệu Phật A-di-đà. Và ta rời bỏ cái danh hiệu Phật A-di-đà ra, thì ta cũng chẳng còn có cách nào mà chứng thực được triệt để cái tâm vô lượng quang thọ của ta. Nó chỉ hiện ra trong một loáng. Tôi cầu nguyện các ngài nên hiểu sâu xa hai nghĩa ấy. Tôi cầu nguyện các ngài nên nghĩ sâu xa hai nghĩa ấy. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca thích nghĩa Đức Giáo Chủ ở cực lạc và các bạn của Giáo Chủ, và cũng là thích nghĩa một câu Kim Hiện Tại Thuyết Pháp ở trong phần biệt tự. Kinh văn nói về Giáo Chủ. Hán: Xá Lợi Phất, A Di Đà Phật thành Phật Di Lai Ư Kim Thập Kiếp. Việt: Xá Lợi Phất ơi, Phật A Di Đà thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Đoạn này nói Đức Giáo Chủ ở thế giới cực lạc đã tu thành Phật. Nhưng nói về pháp thân Phật thì không có nghĩa thành và không có nghĩa bất thành. Thời chẳng nên bàn đến kiếp số. Còn nói về báo thân Phật thì khi nào nhân tu đã tròn, quả tu đã mãn thì gọi là thành. Về ứng thân Phật thì mỗi khi có chúng sinh mà thì hiện ra thì gọi là thành. Về hai thân này đều có thể bàn đến kiếp số. Trái lại, khi nói pháp thân Phật phải nhờ có đức tu mới hiển lộ ra được, thì cũng có thể nói là thành được, và cũng có thể nói là thành từ kiếp nào. Lại khi nói báo thân Phật là thân có sẵn, không phải là mới tu được. Với ứng thân Phật giống như bóng trăng in xuống lòng sông, thì cũng không có nghĩa thành và không có nghĩa bất thành, thì cũng chẳng nên bàn đến kiếp số là thành được mấy kiếp rồi. Chỉ có điều mỗi khi chư Phật thành đạo thì vị nào cũng có hai phần, phần bản và phần tích. Bản là căn bản, cội gốc, tích là hình tích, dấu vết. Về phần bản
thế chẳng thể nào mà suy lường được. Nay hãy đem phân tích của Phật A-di-đà thị hiện thành Phật ở cõi cực lạc mà nói. Thì ba thân của Phật, một thân đã thành là cả ba thân cùng thành. Nhưng cũng vẫn hàm cái nghĩa chẳng phải thành, chẳng phải bất thành, mà tạm nói là thành vậy. Lại nữa, thọ mệnh của Phật A-di-đà là vô lượng, sống mãi không có hạn lượng nào cả. Thế mà tính ra Ngài thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Mỗi kiếp ở đây là 16 triệu 800 nghìn năm. Mà hiện bây giờ Ngài đang nói Pháp. Thế là cái thời gian của Ngài thành Phật chính chưa được một nửa. Chính ý Phật Thích Ca muốn khuyên tất cả chúng sinh trong ba đời nên cấp tốc cầu sinh sang đấy. Được thọ mạng giống như Phật thì chỉ một lần sinh sang đấy là thành Phật. Kinh văn nói về các bạn. Hán: Hữu Xá Lợi Phất, bị Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn đệ tử Giải A La Hán, phi thị toán số chi sở năng chi, chư Bồ Tát chúng diệt phục như thị. Việt: Lại còn đây nữa Xá Lợi Phất ơi, Phật kia có nhiều đệ tử thanh văn toàn A La Hán, nhiều lắm không thể đếm mà biết được. Các vị Bồ Tát cũng đông như thế. Thực ra thì các bậc định tính nhị thừa ở các thế giới khác chẳng được sinh sang cõi kia đâu. Chỉ có vị nào trước đã quen tu tập hạnh tiểu thừa mà lúc lâm chung sắp chết biết hồi hướng về tâm Bồ Đề, phát ra lời thệ nguyện của đại thừa thì mới được sinh. Khi đã được sinh sang cực lạc rồi, Phật sẽ tùy cơ mà nói pháp cho nghe, khiến cho đoạn trừ được kiến hoặc tà kiến và tư hoặc tham sân si mạn nghi, thì gọi là A-la-hán, giống như các vị Bồ Tát ở ngôi thứ 7 về biệt giáo môn, đã đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc rồi, chứ chẳng phải thực là thanh văn đâu. Bởi vì những người tu về hai giáo môn, tạng giáo và thông giáo, thì chẳng được nghe nói đến danh hiệu Phật ở thế giới khác. Mà nay những người được nghe danh hiệu Phật A-di-đà đã có tâm tín nguyện vãng sinh, thì đều là người có căn, có thuộc về hai giáo môn biệt giáo và viên giáo cả. Kinh văn nói về kết thị. Hán: Xá Lợi Phất, bị Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Việt: Xá Lợi Phất này, có như Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần. Lần này lần thứ tư và lần cuối. Phật cố ý nói đi nói lại mãi để mọi người nghe, tin sâu và chắc. Cả Phật và đệ tử Phật là các vị thanh văn và Bồ Tát ở thế giới cực lạc đều nhờ những cái nhân tu, chí nguyện và thực hành của Phật A-di-đà đã tạo thành, mà cũng là những cái quả. Một quả đã thành, hết thảy quả đều thành. Vậy thì Phật, Bồ Tát và thanh văn, mỗi người ai ai cũng thấy mình là phi tự phi tha, tự tha bất nhị. Chẳng phải mình, chẳng phải người khác, cả mình và người khác mà chẳng phải là ai. Cho nên nói rằng, đã thành tựu được cái công đức trang nghiêm như thế, là cốt ý khiến người nào có tâm tín nguyện chỉ danh hiệu Phật, thì mỗi một niệm, niệm nào cũng sẽ được thành tựu như thế cả. Từ đây trở lên trên, trùng trùng điệp điệp, vô cùng cực, nói mãi về công đức trang nghiêm, đều tổng quy vào một cùng cực là một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, là danh hiệu Phật. Chính tông có ba phần. Phần thứ nhất, giải bày rất rộng quả y báo và chính báo rất mầu nhiệm ở quả đất bên kia, để khai tín, mở lòng tin, đến đây là hết. Hai, phát nguyện. Dưới đây là phần chính tông thứ hai, đặc biệt khuyên chúng sinh nên cầu đi sinh vào quả đất ấy để cho chúng sinh phát nguyện, phát khởi chí nguyện bằng lời thề nguyện. Đoạn văn kinh này có hai ý nghĩa. Một là ý thị cho thấy rõ cái nhân và cái duyên trên hết. Hai là đặc biệt khuyên đi sinh sống ở tịnh độ, nơi trong sạch hơn hết. Bài này quan hệ rất lớn cho người tu, vì rằng được mang cả ác nghiệp mà đi sinh sống ở đấy,
được rẽ ngang ra khỏi tam giới, được sinh sống ở cõi đồng cư mà có đủ bốn tịnh độ, được Phật mở cho nghe pháp luân của cả bốn giáo môn, được làm thân chúng sinh sống ở bốn tịnh độ hoàn toàn, được thấy đủ cả ba thân Phật, được chứng đủ ba ngôi bất thoái, được làm người, chỉ một lần sinh sang đấy là thành Phật. Như thế là bao nhiêu công đức tuyệt vời hơn hết, hoàn toàn ở cả trong bài này. Phật đã chỉ điểm yết thị cho thấy rõ, thì mình nên nghiên cứu cho thực kỹ càng, chính đáng. Kinh văn nói về cái nhân và cái duyên trên hết. Hán: Hữu Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ chúng sinh sinh giả, giai thị A Bệ Bạt Trí, kỳ trung đa hữu nhất sinh bổ xứ, kỳ số thậm đa phi thị toán số sở năng chi chi, đàn khả dĩ vô lượng vô biên A Tăng kỳ thuyết. Việt: Lại còn đấy nữa, Xá Lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc, chúng sinh vừa sinh sang đấy đều là những bậc A Bệ Bạt Trí, trong có nhiều vị nhất sinh bổ xứ, số sinh sang đấy rất nhiều không thể tính đếm mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô số, vô lượng, vô biên. Chữ A Bệ Bạt Trí nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Avayavati, chữ Hán là bất thoái, chẳng lùi xuống, có ba nghĩa. Một, vị bất thoái, đã dự vào địa vị tứ thánh rồi, chẳng sao đọa xuống địa vị lục phàm nữa. Hai, hạnh bất thoái, đã tu hành Bồ Tát thường hóa độ chúng sinh, chẳng sa đọa xuống địa vị nhị thừa nữa. Ba, niệm bất thoái, tâm tâm niệm niệm giờ phút nào cũng như dòng nước chảy vào bể Tát Bà Nhã, tức là bể nhất thiết trí. Nếu đem so sánh với người tu được ngôi bất thoái ở quả đất này, thì quả thứ nhất của Tạng giáo, ngôi địa thứ nhất của Thông giáo, ngôi trụ thứ bảy của Biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo đều gọi là vị bất thoái. Các vị Bồ Tát của Thông giáo, ngôi hạnh thứ 10 của Biệt giáo và ngôi tín thứ 10 của Viên giáo đều gọi là hạnh bất thoái. Ngôi địa thứ nhất của Biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo đều gọi là niệm bất thoái. Nay ở tịnh độ thì những người phạm tội ngũ nghịch thập ác mỗi ngày chí tâm niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cho đến lúc sắp chết, đã thành công thì được mang cả ác nghiệp mà sinh vào phẩm hạ hạ ở cõi đồng cư, cũng đã được ở ba ngôi bất thoái. Nhưng theo đường lối của các giáo môn thì nếu là phàm phu, tức lục phàm, thời chẳng phải ngang hàng được với quả thứ nhất của Tạng giáo. Nếu là bậc nhị thừa, thời chẳng phải ngang hàng với bậc Bồ Tát. Nếu là tính dị sinh, tính lục phàm, thời chẳng phải ngang hàng với tính đồng sinh, tính tứ thánh. Lại nữa, ở ngôi niệm bất thoái thì chẳng còn là loài dị sinh nữa, tức loài phàm phu. Ở ngôi hạnh bất thoái thì chẳng phải là bậc mới thấy đạo. Ở ngôi vị bất thoái thì chẳng phải là người dân. Ở ngôi dưới mà nói vượt lên ngôi trên thì thành thổi đại vọng ngữ. Có tiến bước sang ngôi mới thì mới bỏ được cái tên gọi ở ngôi cũ. Chỉ có người tu tịnh độ ở cõi đồng cư bên cực lạc thì không thế. Hết thảy các ngôi đều chẳng phải, hết thảy các ngôi đều phải. Tông tịnh độ cực lạc phải đúng như thế. Các cõi Phật khác ở khắp mười phương đều không có danh tướng như thế, không có địa vị như thế, không có pháp môn như thế. Nếu chẳng có sự chứng thực được tâm tính đến cực điểm, chẳng có công tu trì niệm danh hiệu Phật, chẳng có nguyện lớn của Phật A-di-đà, thì làm gì có được những danh tướng địa vị pháp môn lạ như thế. Chữ nhất sanh bổ xứ là một tên riêng của một bậc Bồ Tát ngang hàng với Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghĩa là vị ấy chỉ một lần sinh ở đấy là được lên bổ lên ngôi Phật. Thế thì người dân ở cực lạc hết thảy đều là người nhất sinh thành Phật. Người nào cũng quyết là thực chứng ngôi nhất sinh bổ xứ. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng, trong số những người sinh sang đấy, có rất nhiều người thượng thiện nhân như thế, chẳng khá đếm mà biết được. Lại nữa, các thời kỳ giáo hóa trong một đời của Đức Thích Ca,
chỉ có một thời kỳ nói kinh Hoa Nghiêm là nói rõ cái nghĩa nhất sinh viên mãn. Thế mà cái mầm nhân để tạo ra cái quả nhất sinh viên mãn thì lại chính là 10 nguyện lớn ở trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, là phẩm cuối của bộ kinh ấy, mà rút lại là chỉ đường cho người ta tu về cõi an dưỡng, là cõi cực lạc Tây Phương. Và chăng Ngài Phổ Hiền cũng đem phép tu tịnh độ này mà khuyến tiến các vị tăng chúng ở Hải Hội Hoa Tạng. Than ôi, cái lệ kẻ phàm phu lên ngôi bổ xứ là một khởi xướng luận bàn lạ lắm, cao lắm, chẳng thể suy lường được, là phép dạy tu trong kinh Hoa Nghiêm lại ở ngay trong bộ kinh này. Thế mà thiên hạ xưa nay tin thì ít, nghi thì nhiều, lời càng rộng, nghĩa càng tối. Vậy tôi chỉ còn một cách là mổ tim, vẩy máu ra để các ngài rõ mà thôi. Không còn có cách nào hơn nữa. Kinh văn đặc biệt khuyên người đi sinh sống ở tịnh độ. Hán: Xá Lợi Phất, như thượng vô thượng đại sự nhân duyên, chúng sinh hạnh đắc văn giả, ưng đương phát nguyện nguyện sinh bỉ quốc, sở dĩ giả hà, đắc giữ như thị, bất khả toán số nhất sinh bổ xứ, chư thượng thiện nhân cơ hội nhất xứ. Việt: Xá Lợi Phất ơi, chúng sinh nghe rồi, may mà được nghe những nhân duyên của một đại sự như trên kia, thì nên phát nguyện, nguyện sinh sang đấy. Là vì làm sao? Vì sinh sang đấy được cùng với các vị nhất sinh bổ xứ nhiều lắm, chẳng thể đếm được, thượng thiện như thế cùng họp một nơi. Bài trước nói có nhiều các vị A-la-hán và Bồ-tát thì chỉ có thể gọi là thiện nhân. Bài này nói toàn các vị nhất sinh bổ xứ, ta lên tới địa vị chồng nhân tới cực điểm rồi, cho nên được gọi là thượng thiện nhân. Số ấy rất nhiều, cho nên nói là chư thượng thiện nhân. Chữ cơ hội nhất xứ cùng họp một nơi thì cũng như nói phàm thánh đồng cư, phàm và thánh cùng ở với nhau. Nhưng nói về những chỗ đồng cư tầm thường thì có khi là các vị thánh thực vì kiếp trước có nghiệp ác mà phải ở cùng. Có khi là các vị thánh quyền giả chỉ vì chữ nguyện đại từ bi mà phải ở cùng. Vì thế mà những phàm phu mới được cùng với các vị thánh nhân ấy ở cùng một chỗ. Nhưng đến khi các vị thực thánh đã trọn đời, các vị quyền thánh đã hết cơ duyên, thì kẻ lên người xuống lại cách xa nhau, kẻ khổ người vui lại khác nhau hẳn. Như thế thì chỉ là giả tạm đồng cư, máu chóng như lửa đá sáng điện, chứ chẳng phải là rút giáo đồng cư. Lại nữa, ở trong trời đất này, người được thấy được nghe các thánh rất ít. May mà được thấy nghe các ngài, nhưng được thân cận ở luôn với các ngài thì lại rất ít lắm. Lại nữa, khi Phật tại thế, các vị thánh nhân tuy có nhiều như ngọc báu, như điềm lành, nhưng cũng chẳng làm gì có nhiều ở khắp cả nước như các vì sao, như hạt bụi nhỏ. Lại nữa, chỗ ở với các ngài tuy là đồng, mà việc các ngài đang làm và đã làm xong thì chẳng đồng tí nào. Ngày nay, chúng ta cùng tu một tịnh nghiệp, nghiệp niệm Phật, là nghiệp vô lậu bất tư nghỉ, là nghiệp không có phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến, là nghiệp có nhiều thiện căn làm nhân, có nhiều phúc đức làm duyên. Tu một nghiệp ấy mà cảm ứng, cùng được hội họp với nhau một nơi, ở cõi tịnh độ đồng cư bên cực lạc, cùng làm thầy, làm bạn, như anh như em với nhau, cùng diệt hết vô minh, cùng lên ngôi diệu giác. Thế là kẻ chúng sinh phàm phu hạ liệt mà đã được ở trong hàng niệm bất thoái rồi, thì là đã vượt được lên trên hết 41 ngôi Bồ Tát, còn ở địa vị chồng nhân. Vậy nếu bảo mình là phàm phu thì phàm phu này chẳng phải đi làm các loài dị sinh nữa, mà hẳn được bổ lên ngôi Phật như Ngài Quán Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí không khác. Nếu bảo mình đã là ngôi nhất sinh bổ xứ rồi mà vẫn mang cái tên gọi phàm phu cũng được, chẳng cần phải mang cái tên là Đẳng Giác Bồ Tát.
Tất cả những lạ lùng như thế, thế mới là tông tịnh độ cực lạc, thì các giáo môn khác đều chẳng thể có được, các cõi Phật khác đều chẳng sánh kịp. Vậy ta nên biết cái nhân duyên đại sự của loài người chúng ta là cái cửa ải đi sang cõi đồng cư, một cửa ải rất khó lòng đi thoát được. Câu này rất là thiết thực. Chỉ có cõi đồng cư ở cực lạc là vượt lên trên hết các cõi đồng cư khác ở khắp mười phương. Ta có hiểu suốt được như thế thì mới tin sâu được sức mạnh của lời nguyện Phật A-di-đà. Có tin sâu được sức Phật mới tin sâu được công đức của danh hiệu Phật. Có tin sâu được việc trì niệm danh hiệu Phật mới tin sâu được cái tâm tính con người ta. Nó vốn là cái chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Có đủ mọi cái tin sâu như thế mới phát ra được thể nguyện lớn lao. Trong bài này có hai chữ ưng đương, phải nên, tức là chỉ vào hai chữ thâm tín, tin sâu. Vậy thâm tín với phát nguyện, tức là tâm vô thượng bồ đề đấy, hợp hai cái tín và nguyện ấy lại, đích là cái kim chỉ nam đưa mình đi sinh sống ở nơi rất trong sạch, nơi tịnh độ. Bởi đó mà việc trì niệm danh hiệu Phật mới là việc tu hành chính đáng. Nếu tín và nguyện của mình rất kiên cố thì lúc lâm chung sắp chết, chỉ 10 niệm hoặc 1 niệm cũng quyết định được sinh sang tịnh độ. Còn như người đã không có tín và nguyện thì chỉ có đem danh hiệu Phật ra mà niệm luôn luôn, khít khìn khìn giống như là một bức tường vàng, vách sắt, gió thổi chẳng vào, mưa hắt chẳng ướt, thì người ấy cũng chẳng có lý gì mà được vãng sinh. Người tu cái nghiệp trong sạch là tịnh nghiệp mà không biết những nghĩa này thì chẳng có kết quả. Kinh Đại Bản A-di-đà cũng lấy việc phát bồ đề nguyện làm thiết yếu, chính là giống với bài này cùng một nghĩa. Ba, lập hạnh. Dưới đây là phần chính tông thứ ba. Chính bảo người tu phải chấp trì danh hiệu là niệm Phật để lập hạnh, là lập hạnh tu. Đoạn văn kinh này có hai ý nghĩa. Một là chính bảo cho thấy rõ cái nhân trên hết và cái quả trên hết. Hai là trùng khuyến, khuyên thêm một lần nữa. Kinh văn nói về cái nhân trên hết và cái quả trên hết. Hán: Xá Lợi Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thuyết Na Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thì nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sinh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Việt: Xá Lợi Phất ơi, chẳng khá thể nào lấy ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà được sinh sang bên nước kia đâu. Xá Lợi Phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ mà được nghe nói Phật A Di Đà, rồi nhớ ngay lấy danh hiệu của ngài, niệm trong một ngày, hay là hai ngày, hay là ba ngày, hay là bốn ngày, hay là năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, niệm kỳ cho thành một người nhất tâm, không còn loạn tưởng, thế là người ấy khi nào lâm chung, Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt, người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước cực lạc Phật A Di Đà. Chính cái tâm đạo bồ đề là thiện căn gốc lành, nó là cái nhân thân thiết của mình. Còn các phép tu như bố thí, chỉ giới, thiền định, vân vân đều là phúc đức, tức là những cái duyên trợ giúp cho tâm đạo ấy nở ra. Các vị tu thanh văn và duyên giác là tiểu thừa thì thiện căn bồ đề của các ngài ít lắm. Các vị tu ở cõi nhân và cõi thiên, tu cấp phúc nghiệp hữu lậu là còn có đủ cả mọi phiền não, tham sân si mạn nghi tạc kiến, thì phúc đức của các ngài cũng ít lắm. Các ngài đều chẳng thể sinh sống ở tịnh độ được. Chỉ có người tín nguyện chỉ niệm danh hiệu Phật thì mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào cũng đầy đủ thiện căn rất nhiều, phúc đức rất nhiều. Nói ngay người niệm Phật mà tâm còn tán loạn, thế mà phúc đức và thiện căn cũng đã nhiều vô lượng,
huống chi là người niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì nhiều biết là dường nào. Thế cho nên, tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật ứng hợp với tâm người, hai đường giao chập với nhau thành một vẻ, giống như lấy bản in, in thành nét đẹp, rồi thì bỏ bản in đi. Như thế thì Phật A-di-đà và các thánh chúng, tuy tâm các ngài chẳng ở đâu lại, mà chính thân các ngài có lại thực, cúi xuống tiếp dẫn mình. Người tu tịnh nghiệp tâm mình cũng chẳng đi đâu, mà chính thân mình có đi thật, mang thể chất mình gửi trong hoa sen báu. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói, nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân niệm Phật, thì hạng người nào mới được là thiện nam, thiện nữ? Bất luận là hạng người nào, người tại gia, người xuất gia, người sang, người hèn, người trẻ, người trong sáu ngã, thiên nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, người trong bốn loại chúng, đoán sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, bất luận là hạng người nào, miễn là người được nghe danh hiệu Phật A-di-đà, tức là cái quả thiện căn của người ấy trồng từ nhiều kiếp trước, nay đã thành, đã chín, thì những người ấy dù có phạm tội ngũ nghịch, thập ác, cũng đều được gọi là thiện. A-di-đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức. Niệm danh hiệu ấy để vời công đức đến với mình, thì công đức nào cũng phải đến hết. Câu này rất viên mãn. Cho nên lấy ngay cái việc chỉ niệm danh hiệu Phật là một việc tu hành thật chính đáng. Bất tất phải xen lẫn vào những phép tu quán tưởng và phép tu thiền tham cứu. Phép tu chỉ niệm danh hiệu Phật là một phép tu rất giản dị, rất thẳng thắn, mau lắm rồi. Nghe danh hiệu Phật rồi mà tin, tin rồi mà phát nguyện thì mới chịu chấp trì. Những người chẳng có tín, chẳng có nguyện, thời tuy có được nghe, cũng như người chẳng được nghe. Mặc dầu cái nghe ấy được là cái mầm thiện căn về nhiều kiếp sau này, nhưng bây giờ chẳng được gọi là văn tuệ, là trí tuệ nghe. Chấp trì, thời phải có nghĩa là luôn luôn tụng niệm, niệm nào cũng phải nhớ lấy danh hiệu Phật A-di-đà. Thế cho nên chấp trì chính là tư tuệ, trí tuệ suy nghĩ. Nhưng có hai lối chấp trì là sự trì và lý trì. Nghĩa này đính chính nhiều sai lầm từ lâu. Một, người sự trì là người tin có Phật A-di-đà ở Tây Phương thực sự, nhưng mà chưa hiểu được suốt như thế nào là tâm mình tạo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật. Chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu sinh sống ở tịnh độ thôi, cho nên lúc nào cũng như là con thơ nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Hai, người lý trì là người tin rằng Phật A-di-đà ở Tây Phương là Phật đã sẵn có ở trong tâm mình, là Phật do tâm mình tạo ra. Thì mình lấy ngay cái danh hiệu Phật lớn lao sẵn có ở trong tâm mình và do tâm mình tạo ra ấy làm cảnh giới buộc tâm mình vào đấy, khiến cho nó chớ tạm quên. Tuy là lý trì mà vẫn chẳng bỏ sự trì. Trong bài này nói rằng chấp trì danh hiệu Phật A-di-đà từ một ngày cho đến bảy ngày là một thời kỳ phải làm cho xong việc, nghĩa là phải làm cho kỳ được nhất tâm bất loạn. Người lợi căn niệm Phật trong một ngày đã được bất loạn, người độn căn phải bảy ngày mới được bất loạn, còn người trung căn thì không nhất định, hoặc hai ngày hoặc ba bốn năm sáu ngày mới được bất loạn. Đây là một phương pháp định kỳ tu của người mới học. Nếu là người hạ căn thì có khi đến bao nhiêu lần bảy ngày vẫn chưa được, nhưng cũng là một phương pháp để tùy ý mình quyết định lấy kỳ hạn. Lại có một nghĩa nữa, người lợi căn giữ luôn được 7 ngày tâm chẳng loạn, người độn căn chỉ giữ được 1 ngày thôi. Còn người trung căn thì không nhất định, có người giữ được 6 ngày, có người giữ được hoặc 5, hoặc 4, hoặc 3, hoặc 2 ngày mà thôi. Đây là một phương pháp luyện tập của người tu học đã lâu ngày. Nếu là trung căn hay hạ căn thì phải có nhiều lần 7 ngày rồi cũng được. Tu được nhất tâm cũng có hai lối, sự nhất tâm và lý nhất tâm.
Nghĩa này đính chính những sai lầm đã lâu nay. 1. Bất luận là người sự chỉ hay lý chỉ, hễ mà chỉ đến ngày đã phục trừ được mọi phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, cho đến ngày diệt được hết hẳn cả kiến hoặc và tư hoặc, thì cả hai người đều là sự nhất tâm. 2. Bất luận là người sự chỉ hay lý chỉ, hễ mà chỉ đến ngày tâm mình mở ra, mình thấy được Phật của tâm tính mình, thì cả hai người đều được lý nhất tâm. Sự nhất tâm thì chẳng bị kiến hoặc và tư hoặc nó làm rối loạn. Đoạn văn này mỗi chữ nó nghe kêu như là một điệu âm nhạc. Lý nhất tâm thì chẳng bị những tà thuyết nhị biên nó làm rối loạn. Đó tức là trí tuệ tu hành. Tâm mình chẳng bị kiến và tư làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân biến hóa của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy tâm mình chẳng còn biến khởi ra ba cảnh vật điên đảo, là cảnh vật dục giới, sắc giới, vô sắc giới ở trong thế giới ta bà này nữa, mà mình được đi sinh sống ở cõi đồng cư hoặc cõi phương tiện ở bên thế giới cực lạc. Tâm mình chẳng bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân thụ dụng của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy tâm mình chẳng biến khởi ra hai cảnh vật điên đảo, tà kiến, là cảnh vật sinh lão bệnh tử của phàm phu và cảnh vật trầm không niết bàn của tiểu thừa, mà mình được đi sinh sống ở cõi thực báo trang nghiêm hoặc cõi thường tịch quang ở bên thế giới cực lạc. Vậy nên biết phép tu chấp chỉ danh hiệu này đã giản dị mau lẹ, mà vẫn là phép tu rất siêu đốn, rất viên mãn. Vì rằng mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi, cho nên chẳng cần đến phép tu tham cứu thiền tông. Đương khi mình niệm Phật, tâm mình tròn đầy sáng suốt lắm rồi, chẳng còn thiếu sót một ly. Dù là người thượng thượng căn cũng chẳng thể vượt hơn lên trên mình được, mà người hạ hạ căn thì cũng chẳng thể lên tới bằng mình được. Cũng chỉ vì mỗi niệm của mình, niệm nào mình cũng đã là Phật rồi. Nhưng thân Phật mà mình được cảm thấy ở cõi tịnh độ, mà mình được sinh sang, thì mỗi người tiến hơn lên có mỗi khác, chứ không phải là nhất khái như nhau cả đâu. Có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Có thể nói rằng phép tu tịnh độ này, về phần rộng thì cai quát được cả 8 giáo môn của Phật. Về phần sâu thì thông suốt được cả 5 thời kỳ Phật nói Pháp. Phép này thu được hết thảy, cho nên vượt lên trên hết thảy, giống như một đại tướng tài, thành ra vô địch tướng quân. Vì thế mà bộ kinh này là một bộ kinh không ai hỏi mà Phật tự nói ra, từ đáy lòng cả thương xót của Phật, và Phật lại than thở sâu xa, là một bộ kinh rất khó tin.